các bạn, đây là 7 giờ sáng. Anh Phi đang ngồi ăn sáng để chuẩn bị đi từ Buôn Ma Thuột về Quy Nhơn. Ngày hôm nay hành trình sẽ khá xa, nhưng mà anh Phi phát hiện có một đoạn clip test từ cửa hàng gửi về hồi tối mà anh Phi không có phát hiện. Sáng nay anh Phi sẽ làm sớm nha. Rồi anh Phi mời các bạn xem ha.